Nàng nghĩ đi, ta đâu có khùng chứ, tự nhiên ta cung cấp lương thực cho nó mang theo làm gì? Vậy thì trong lương thực nó có cái gì thì nàng phải tự hiểu chứ. Nè, ta nói cho nàng nghe, nó không có xứng với nàng đâu. Chỉ có ta mới xứng với nàng thôi. Bây giờ thằng Mít nó đã chết rồi, nàng đâu có còn vướng bận gì nữa. Hay là nàng hãy thuận theo ý của ta đi. Ngoan. Tụi bay, tụi bay đâu? Dạ. Tụi đây. Dạ. Gì cậu? Hả? Dạ. Lộ nó ra ngoài chỗ cho tao. Nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Đi. Nhanh lên. Vậy mày giờ nó còn ngủ hả mày? Cậu, con xin lỗi cậu, con thức canh nguyên đêm, con mệt quá, con chợp mắt có một xíu à, con không có làm biến đâu cậu, không có làm biến. Coi chừng tao nha mày, con nổ đâu? Dạ còn nguyên cổng luôn á. Buồn ngủ quá mà. Hả? Sao? À, có quỷ, có quỷ. À, gì vậy cậu? Quỷ. Quỷ đâu? Quỷ đâu? Hả? À, quỷ đâu? Quỷ. Trời đất ơi. Hai tụi bay. Nụ của tao đâu? Sao tự nhiên có con quỷ già xấu xí đây vậy hả? Con biết. Con rõ ràng con ngồi canh. Con canh nguyên một đêm luôn á. Mà sao? Giờ sao ra bà già tới ghê vậy cậu? Mà con canh ở ngoài này chứ con đâu có vô trỏng đâu. Ở trong đó xảy ra chuyện gì sao con biết được? Cậu ơi, con nhìn kỹ rồi cậu, đúng là gương mặt của cô nụ đó. Nhưng mà sao bây giờ cô già nụ xấu xí quá cậu ơi. Cậu ơi, đúng là cổ rồi. Mà sao bữa nay cậu biến dạng nhìn ghê vậy cậu? Mới hôm qua còn là mỹ nhân, mà bây giờ là quỷ nhân rồi. Đúng rồi, đúng là quỷ hiện hình rồi. Cậu, bây giờ mình tính sao cậu? Chứ để con quỷ già trong nhà xui xẻo lắm đó cậu. Đem dìm chết nó cho tao. À mà không được. Dìm nó cũng không chết đâu. Mà nó đi xa thiệt xa, càng xa càng tốt. Nhanh lên, mà nó đi, nhanh lên, cầm cổ nó đi, đừng để nó gặp tao. Nhanh đi, nhanh lên. Đi đâu vậy? Mày làm gì vậy? Cậu kêu mày mang nó đi. Ê, mày hiểu cậu nói gì không vậy? Cậu kêu mày đi tức là mày đi chứ không phải kêu tao, mày hiểu không? Cậu kêu mày là mày chứ không phải là tao. Mày vô đi. Thôi chạy đi. Giữa rừng sâu này sao lại có một mùi hương lạ như vậy? Có lẽ nào chàng đang hiện diện gần ở bên ta?
Hay là chàng muốn đưa em đi đến đâu sao? Đây là chiếc ngọc bội ta tặng cho chàng mà, sao lại ở đây? Nó giống như là một phần thân thể của cái cây vậy. Không lẽ chàng để vùi mình vào trong lòng đất này, rồi linh hồn chàng đã hóa thân thành cây này? Nếu như chàng là cái cây này thì chàng hãy làm một điều gì đó linh ứng cho thiếp biết. Phải là chàng không? Có phải là mít của thiếp không? Chắc chắn chàng đang quanh quẩn ở nơi đây có đúng không? Thiếp hiểu rồi. Từ giờ trở đi thiếp sẽ ở bên cạnh chàng, thiếp sẽ chăm sóc và gầy giống cho cái cây này tiếp nối lớn mạnh, để chàng không thấy cô đơn, không thấy buồn tủi nữa. Mít, mít. Nụ à, kiếp này ta đành phụ nàng. Âm dương cách trở, biết làm sao đây? Đúng là chàng đây rồi. Thiếp đã tới đây rồi, thiếp đã biết tất cả quỷ kế của bọn chúng. Chúng đã hạ độc để giết chàng. Thiếp thấp cổ bé họng, thiếp biết phải làm sao. Thù này không bao giờ trả được hết. Lưới trời lồng lộng, tuy thương khó lòng. Nàng hãy an tâm, trở về nhà sống mình đi. Nhất định kiếp sau chúng ta sẽ tái hợp. Không, thiếp sẽ không về đâu. Thiếp sẽ ở đây, thiếp ở bên cạnh chàng. Linh hồn của ta nay đã hóa thành thân cây này rồi. Nếu vậy, nàng hãy mang quả về nhà, lấy hồn ra ươm trồng. Nàng hãy chăm sóc cẩn thận, coi như lúc nào cũng có ta ở bên cạnh nàng.
Chàng Mết, chàng Mết ơi, Mết ơi, chàng Mết ơi, chàng Mết. Trời ơi, rau thì mua rau đi kìa, mua đi chứ thầy, ngon lắm. Thím mua rau đi kìa. Rồi mua của tôi mấy bó này. Ủa, tôi gánh cái gì mà ngộ đi lại dữ vậy cả? Quá gì mà thơm dữ vậy ta? Dạ, chào mọi người. Đây là một loại trái cây tuyệt hảo. Tôi xin mời mọi người ăn lấy thảo nha. Thử đi. Cảm ơn cô nha. Thử đi. Ngon nè. Dạ đây ạ. Ôi, ngon thiệt là ngon nghe. Ngon, ngon. Ngon quá trời luôn, ngon thiệt. Ngon thanh luôn á. Lần đầu tiên ăn luôn nha. Dạ, con gửi đi. Cái này là gì vậy? Ăn vô nó ngọt quá trời luôn. Ngon ngọt lắm luôn á. Đây là trái gì hả? Chẳng phải nó mọc từ hương hồn của chồng ta sao? Vậy thì ta sẽ đặt nó là trái mít. Dạ thưa mọi người, đây là trái mít, có nguồn gốc từ chồng của tôi. Tuy nhìn bên ngoài to lớn xù xì, có gai nhỏ, nhưng mà bên trong là muối vàng ươm, thơm ngon. Hơn nữa, loại cây này rất khỏe mạnh, lại chăm chỉ ra trái nữa. Hả? Trái mít? Mà có phải chồng của cô cũng tên mít phải không? Dạ đúng rồi. Hay quá, thì tôi có thể nhân giống chồng được không cô? Dạ được chứ. Hay quá, hay quá, mọi người nhân giống chồng kìa. Tôi rất là hoan nghênh. Chỉ cần lấy hạt của trái mít này gieo mầm là được à? Dạ, thím ăn đi. Cô muốn trồng cho tôi trồng với. Trồng đúng là ngon thiệt. Cô ơi, lấy dầu nha. Mai mốt mình trồng. Thơm quá trời luôn nè. Trái mít này á, ngon thiệt á. Dạ đúng rồi. Tôi sẽ lấy hạt về trồng cẩn thận. Dạ được chứ. Mọi người cứ lấy hạt của nó đem về gieo trồng. Mày có nhìn kỹ không đó mày? Dạ con nhìn kỹ dữ lắm. Đúng con nhỏ đó là con nụ á. Con thấy á, nó đi vô chợ, nó bưng trái cây gì đó lạ dữ lắm. Con đứng ở ngoài mà nghe thơm phức à. À, nó phân phát cho mọi người. Mà cậu cậu, lạ lắm. Mà kỳ lạ cái gì nữa? À, cái lạ là lạ chỗ này nè. Hôm bữa phải không? Hôm bữa con với cậu thấy là bà già xấu xí phải không? Bữa nay con không hiểu sao á, cô nụ á, cô đẹp hơn ngày xưa nữa. Rồi mày có đi theo dõi con biết nó đâu không? Ừ, cái vấn đề này cậu khỏi lo. Con á, lính của cậu mà, con tìm tới tận nơi luôn. Hiện giờ nó ở trong rừng, nó cất một cái nhà lá và có một cái giường. Còn có một cái cây kế bên cái nhà, có cái trái quý lắm cậu. Vậy à? Con nụ của ngày xưa nó đã đẹp nhất làng rồi. Vậy mà bây giờ mày nói nó đẹp hơn ngày xưa nữa. Vậy thì làm sao tao có thể bỏ qua được chứ? Mít à, em đã đặt tên cây này theo tên của chàng, để người đời sau mãi mãi không quên. Chàng hãy tìm em ở kiếp sau, để mình nối lại hẹn ước nha chàng. Đâu? Đây nè công tử. Đây nè, cổ kìa. Đó, đứng ôm cái cây đó. Thì ra là nàng trốn ở đây. Làm ta tìm kiếm bấy lâu nay không thấy. Chạy trời làm sao mà khỏi nắng được. Làm ta tìm kiếm nàng bấy lâu nay, nàng không thoát được ta đâu. Khôn hồn á, thì theo ta về. Nè, tên kia, người đã đẩy chồng ta và mẹ chồng ta vào chỗ chết. Chưa vừa lòng hải giả ngươi hay sao? Bao nhiêu năm qua ta đã gác lại hận thù để an ổn thờ những người đã khuất. Này, ngươi còn tìm tới đây gây sự nữa là sao hả? Đừng có nói nhiều, mau theo ta về nha. Nè,
Hôm nay ta sẽ làm cái gì vậy với các người? Bà bảo bảo vệ cậu chủ. Mày bảo vệ vậy tôi quýnh tao dễ hơn đó. Quên. Nè nghe đây. Trời ơi, cái thằng này xuống mặt xuống, buông chổi xuống. Không, cậu chủ là cậu chủ của tôi, không có được làm hại cậu chủ của tôi. Bỏ chổi xuống đi theo cậu chủ tôi về. Mấy người tránh ra, hôm nay tôi quyết sống chết với mấy người đó. Nè, nàng cũng đáo đợi lắm nha. Năm xưa nàng giả ma giả quỷ để thoát khỏi tay tao, bây giờ đừng có hòng. Mày đâu? Vô, bắt nó về chỗ tao. Dạ. Vô ra. Vô. Buông ra. Buông ta ra. Buông ra. Buông ra. Buông ra. Muốn đánh ta hả? Đánh đi nè. Đánh đi. Chỗ này nhiều máu nè. Quýnh đi. Tụi bay. Dạ. Mau dựng về. Cho tao hưởng. Đây. Cậu chủ, cậu chủ có sao không cậu chủ? Rồi nghe đầu tao mày ơi. Cậu chủ chảy máu kìa. Mày cũng chảy máu kìa. Sai người máu chảy như vậy? Nó cũng chảy máu luôn kìa cậu. Cậu chủ ơi, nó chảy máu luôn rồi. Cái gì? Từ đó trái mít, một loại cây trái với lớp vỏ xù xì thô ráp bên ngoài, mang hình hài của chàng trai trong câu chuyện bi thương năm xưa, đã trở nên thân thuộc với mọi người. Cây mít ngày càng được nhân giống khắp nơi, dẫn cho đời một loại quả thơm ngon bổ dưỡng. Trái ngược với lớp vỏ mang gai xấu xí thô kệch, trái mít có nhiều muối mềm mại ngọt ngào, cũng là dư vị có hậu của một câu chuyện tình yêu đau thương trắc trở nhưng lại rất đổi thủy chung sâu sắc. Trong trái tim lúc bấy